cả những gì chúng ta cần làm trong kinh doanh là để có gì các anh chị? Có tiền, đúng rồi. Đã kinh doanh thì phải có tiền mới làm. Các anh chị không cần chạy theo doanh thu. Nếu mà bước nào mà tăng doanh thu mà giảm tiền là không chơi. Tăng doanh thu giảm tiền là bán gì đấy ạ? Bán chịu. Trong hội trường này có rất nhiều người rất thông minh về tài chính. Phải thông minh về tài chính các anh chị mới hiểu được cái sức mạnh của nó. Đòn bẩy rất quan trọng, nhưng mà thu tiền về cũng rất quan trọng. Cho nên các chị ghi tôi cái từ khóa cho Pixel ở đây, đó là cash is king, tiền mặt là vua. Cái tư duy này là một cái tư duy quan trọng. Đây là một cái sai lầm rất lớn của doanh nghiệp. Hầu hết các anh chị mà kinh doanh ở trong lĩnh vực mà có dòng tiền quay vòng vốn nhanh, đặc biệt như là kinh doanh nhà hàng, thì thường chúng ta hỏi luôn cuối ngày, ta kiểm tra luôn là hôm nay bỏ bao tiền ra kinh doanh nguyên vật liệu, đồ ăn đồ uống bao nhiêu ngày tiền thu về trong ngày luôn. Thì cái này là cái rất dễ. Trong kinh doanh đồ ăn, bán phở thì có nợ không anh chị? Bán phở không nợ. Nhưng mà bán phở trả tiền trước thì có được không nhỉ? Được. Ai đã áp dụng chiến lược này mà thành công rồi? Bán phở trả tiền trước. Phở Hùng, đúng rồi ạ. Các anh chị trả theo tháng. Một bát phở thì là 60.000, nhưng mà nếu trả trước thì là 50.000 hoặc 60 hay là 40.000 đấy. Trả trước tiền trước anh chị thì là bán theo thẻ, mua một cái thẻ 1 triệu hoặc thẻ 2 triệu thì được nhiều phở hơn. Thì đấy là cách anh chị làm. Phở mà người ta bán được thì các anh chị có bán trước được không ạ? Có ai đây sẽ quyết tâm bán trước giờ tay lên nói tôi à? Vâng, các anh chị phải bắt buộc phải đưa một cách bán trước vào trong hệ thống của mình thì phở bán trước được. In các visit bán trước được anh em anh ạ. Tôi mua các visit 1 năm, bao nhiêu các đời tôi in hết. Hạn mức là thế này. Quá hạn mức thì anh trả thêm, nhưng mà được in từng ngày. Cứ đến ngày đến giờ tôi hạn mức. Các anh chị ạ, bán rau trả trước. Trả trước theo các anh chị bán trả trước thì là bán như nào ạ? Hả? Bán theo 3 tháng một các anh chị. Có mấy gói, gói 2 triệu, gói 5 triệu và gói 6 triệu trả trước. Ví dụ 3 tháng thì đăng ký gói nào trả tiền gói đấy. Ký hợp đồng đàng hoàng, hai công ty ký hợp đồng xuất đơn đàng hoàng và rau chuyển đến nhà. Cứ đến 3 ngày thì gọi buổi chiều có một tin nhắn, tầm 2 giờ 3 giờ có một tin nhắn là Bò Quy xin chào anh Long và xin vui lòng đặt thực đơn để Bò Quy được phục vụ quý khách tốt hơn. Và cứ ngày nào cũng thế, đến giờ đến ngày thì có một cái tin nhắn đã gửi cho các anh chị và các anh chị nhắn tin lại là hôm nay tôi muốn rau này, hôm nay tôi muốn rau kia. Thì cái hay của cái hệ thống này là tôi toàn đặt cái rau mà nhà hàng chị không có. Thì chị lại phải chạy sang siêu thị khác chị mua rau cho mình. Thì các chị sẽ thấy rằng các công ty khác đều bán trước. Tôi nói ví dụ như là mà tất cả công ty giàu có ở Việt Nam đều bán trước hết, tất cả nhé, tất cả. Tôi nói lại là tất cả công ty ở giàu có Việt Nam đều bán trước hết. Tôi nói lại ví dụ như này. Đầu tiên là công ty Vincom. Các anh chị có thấy rằng là bán bất động sản trước nay thì người ta bán nợ cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư bán bao giờ cho dân cũng nợ. Nhưng Vincom là không có nợ. Mua nhà là phải trả tiền trước theo tiến độ. Thì nó dẫn đến một cái việc là cái khả năng thanh toán của người dân nó bị chậm lại. Thì Vin làm cái chính sách này là gì ạ? Và đặt cho ngân hàng vào trong nó luôn. Ví dụ như là liên hết với Techcombank là cho vay tiền. Thì sau này kỹ thương không đủ sức cho vay Vin nữa thì làm nào ạ? Thì là cho nhiều ngân hàng mà cùng vay một lúc. Ví dụ như cái tòa Park ở trong thành phố Hồ Chí Minh là mỗi tòa một ngân hàng cho vay. Đấy thì cái đấy là biến luôn khách hàng của mình thành khách hàng nợ, chứ không phải khách hàng không phải là chủ nợ nữa, mà khách hàng trở thành gì ạ? Ông phải vay tiền, ông trả trước tôi. Giàu thì phải làm như vậy. Còn nếu mà các anh chị vẫn bán chịu thì các anh chị không giàu được, trừ khi các anh chị làm nghề gì ạ? Nghề gì? Nghề cho vay tiền, đúng rồi. Tôi nói chia sẻ cái chị này, xưa tôi làm tài chính, tôi làm VFC, Vinasin Financial đấy, là mình muốn cho người khác vay tiền thì mình phải có nghiệp vụ. Mình không phải là cái nghề này thì mình rất khoát không cho vay các anh chị. Mình bị giảm cái rủi ro, mình dễ bị mất khách hàng nhá. Tôi nói trước là sẽ mất khách hàng. Nhưng mà mình giảm được cái rủi ro về dư nợ. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là mình thông minh tài chính là mình sử dụng được cái tài chính trước đi. Từ âm tức là khách hàng nợ chuyển sang dương tài chính như tôi là các anh chị sẽ có một khoản dư tài chính. Cash is king, có tiền mặt trong tay. Thế thì cash is king ngược lại có một chiến lược đấy là tiền mặt là vua. Các anh chị phải hiểu tiền mặt là vua. Mình phải thông minh về tài chính thì tiền mặt là vua. Các anh chị làm theo tôi nào. Tiền mặt là vua. Đấy, chị làm lại 1, 2, 3. Đấy, thì anh chị nhớ thì các cụ dạy rồi. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nhưng mà cái này là tiền của mình là phải đi trước chỗ ít. Đi trước ít thôi, còn lại là gì? Phải đi sau, đúng rồi. Xong rồi mình mới làm. Thì như vậy là mình sẽ dôi được, mình thu được trước. Nhưng mình chi làm sao ạ? Chi được sau. Thì cái này là một cái chiến lược vô cùng quan trọng. Tôi tăng được cái tuổi nợ lên các chị. Tuổi nợ của mình lên là từ âm ngày bây giờ chuyển thành gì ạ? Thì dương ngày. Thì tiền của mình thì trước là mất, bây giờ làm sao ạ? Thêm lên. Thì đặc biệt là những khoản nợ đối với những doanh nghiệp mà triệu đô các anh chị. Nếu mà các anh chị đang làm những doanh nghiệp triệu đô thì đây là một khoản tài chính lớn. Chỉ cần thay đổi cái này các anh chị lôi ra hàng năm hàng tỷ đồng. Chỉ bằng cái việc thông minh tài chính này thôi. Và hàng tỷ đồng này các anh chị có thể thuê được những CEO ngon không? Đấy, như vậy thì các anh chị thuê được CEO ngon rồi các anh chị yên tâm mà đi chơi. Bỏ một tháng mình đi sang Tây Tạng mình tu không sao cả. Xong mình lại về, mình lại gặp ông CEO một tí, xong mình lại giao ạ. Làm tháng Ấn Độ,
mình lại sang làm tháng Mỹ, mà cứ như vòng quanh như vậy, lâu lâu mình về Việt Nam mình làm gì ạ? Đúng rồi, về Việt Nam thu tiền xong lại đi. Đấy, thì công việc nó phải như vậy. Cho nên các anh chị thông minh về tài chính thì nó sẽ dôi ra rất nhiều tiền để cho các anh chị thuê những người giỏi về doanh nghiệp của anh chị. Đặc biệt là khi mà các anh chị đã lên doanh nghiệp triệu đô rồi, thì đây là cái con số thông minh tài chính. Thì cash is king, tiền mặt là vua. Thì các anh chị cũng nhớ đồng thời cái câu chú dẫn ở đấy là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nhưng mà mở ngoặc là tiền nhỏ thôi. Thì đồng tiền lớn mình để lại đi sau, đi nhỏ để mà đi sau chậm, thì mình sẽ dôi ra được khoản tiền. Thì cái đây là một trong những chiến lược mà vô cùng quan trọng mà chúng tôi sử dụng để mà điều chỉnh cái dòng tiền của doanh nghiệp. Thì cash is king và tiền mặt là vua, thì cứ giữ được nhiều tiền thì là thắng. Thì bây giờ làm thế nào để làm được cái hành động này? Hành động đầu tiên đó là tuyệt đối không bán chịu. Anh chị bỏ luôn. Nếu đang có khoản nợ thì tập trung vào thu hồi nợ. Đây là một công việc phải làm, tập trung thu hồi nợ. Thậm chí ủy quyền cho luật sư làm luôn, thì xuống ký hợp đồng bọn tôi làm luôn. Thì đấy là cái đầu tiên là thay đổi chính sách bán hàng này. Thứ hai là thay đổi chính sách đọc nợ, thu hồi công nợ. Cái thứ ba phải có bộ phận theo dõi tuổi nợ. Bộ phận tài chính phải xây dựng bộ phận theo dõi tuổi nợ trong nằm trong bộ phận tài chính của anh chị. Có thể là kế toán, có thể là tài chính, nhưng mà phải có theo dõi tuổi nợ và có chính sách tuổi nợ. Tức là ví dụ 10 ngày thì nói câu gì, 30 ngày nói câu gì, 60 ngày nói câu gì, 90 ngày nói câu gì, trên 120 ngày chuyển cho ai. Rõ ràng ra để cho mọi người làm cho nó dễ. Áp dụng chính sách trả chậm nhà cung cấp. Thì mình chọn các nhà cung cấp mà có chính sách trả chậm. Mình thì bán thì thu tiền ngay. Phải làm tất cả những gì để có thể có nhiều tiền mặt. Thứ tư, đây là công việc mà các chị đánh sâu sao và bắt buộc các chị phải làm. Đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tăng cường các hoạt động gia tăng tiền mặt và tương đương. Nó có những cái tài sản mà nó mang tính thanh khoản cao, ví dụ như là vàng hoặc ngoại tệ, hoặc là chứng khoán hot trên thị trường có thể chuyển khoản ra, hoặc là bất động sản có thể khả năng chuyển đổi nhanh. Thì đấy là những cái tính lỏng, cái hàng hóa, tập trung vào những cái hàng hóa có tính lỏng cao. Tất cả những gì chúng ta cần làm trong kinh doanh là để có gì các anh chị? Có tiền, đúng rồi. Cho nên nếu mà không kinh doanh mà có tiền thì mình có làm không? Không kinh doanh mà có tiền thì mình có làm không? Các anh chị phải rõ ràng là không kinh doanh mà có tiền thì vẫn phải làm. Cho nên là đã kinh doanh thì phải có tiền mới làm. Thì không chạy theo doanh thu. Các anh chị không cần chạy theo doanh thu. Nếu mà bước nào mà tăng doanh thu mà giảm tiền là không chơi. Tăng doanh thu giảm tiền là bán gì đấy ạ? Bán chịu, đúng rồi. Tăng doanh thu mà giảm tiền chính là bán chịu. Bởi vì mình phải cung cấp trả tiền cho nhà cung cấp để mà có hàng bán cho người ta. Xong bán chịu cho người ta thì là mình sẽ giảm tiền. Cho nên các hoạt động giảm tiền là không được. Đó, trong đó bán chịu là không được. Thế bây giờ chưa có hàng mà bán thì đã tăng tiền đúng không nhỉ? Cho nên mình phải áp dụng pre-sale. Đấy, hai cái chiến lược này nó có liên quan đến như vậy. Cái thứ tiếp theo ấy là tăng cái chính sách hỗ trợ cho việc thanh toán sớm. Anh chị nghĩ xem trong ngành của mình, trong công việc kinh doanh của mình, trong doanh nghiệp của mình có cái chính sách nào mà bán sớm được. Ví dụ có thể là cho quảng cáo đăng ký trước một năm, ví dụ thế thì được nhiều ô hơn. Thì đây là cái mà ngày xưa chúng chị Phương báo mua bán là chị áp dụng cái chính sách như vậy. Tôi book luôn mật. Thời hồi đầu tôi book khôn lắm, tôi book luôn 3 tháng, 6 tháng, sau đó book luôn một năm. Nhưng về sau chị phát hiện ra cái này thì chị không cho book trước nữa. Tiếp theo nữa, đối với những khoản nợ mà các chị đang bị xử lý bây giờ thì mình có cái chính sách là cắt giảm cho họ để thanh toán nợ luôn. Bây giờ mình chót làm rồi thì đối với những khoản nào em thanh toán các anh chị có chính sách nợ cho họ tốt hơn. Đấy. Không có chuyện hàng đổi hàng gối đầu nhé các anh chị nhé. Tuyệt đối không kinh doanh như vậy. Không hàng đổi hàng gối đầu gì cả. Là tiền trao trong múc hoặc là phải tiền trước. Một cái khách hàng của tôi nữa là công ty cơ khí miền Nam ở Đà Nẵng. Anh chị này là một trong những doanh nghiệp rất là thành công ở Đà Nẵng. Thì sau khi mà chúng tôi tư vấn thì chúng tôi cũng áp dụng cái chính sách là bán trước, bán giao máy trước. Bán không được chúng tôi thu hồi lại giải tiền, trả lại hàng. Nhưng mà rất khoát là cứ giao máy là phải giao tiền. Giao tiền thì mới giao máy. Và sau này tôi đặt hàng, tôi đặt ra là tôi hướng dẫn cho các anh chị làm một cái chính sách nữa rất hay. Đấy là tạo ra những sản phẩm mới hot hàng, chỉ có những người đặt hàng đặt tiền trước thì mới có cái máy này rồi. Và như vậy thì tự nhiên là phân biệt giữa đại gia và tiểu gia ngay lập tức. Những đông đại gia cũng trả tiền trước cho mình cho cái máy đấy. Cửa hàng to mới có cái máy đấy, cửa hàng nhỏ rất khoát không có cái máy đấy. Thì từ đấy tất cả các ông cửa hàng nhỏ cố gắng bán máy thì phải có tiền cho mình trước thì mới có được. Thì là cuối cùng ông hàng nhỏ cũng vinh danh lớn như ông hàng to. Thì mình có rất nhiều chính sách kích thích vào cả cái mặt tâm lý của họ nữa để mà bán trước. Thì các anh chị chú ý là bán trước thì đem lại dòng tiền tài chính. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.